Rồi, em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa ạ. Kỹ sư chắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thị, là nhân viên trong phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nghe địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạc nhiều. Đúng rồi, đo đạc về đất. Bạn có đất để bên đây đo không? Dạ. Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Có dạ. Dẫn em về đo đất không anh? Không, nếu chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc mới của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á anh. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Dạ. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp thì thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, rủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Dạo này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới thay gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, mà ít có than lắm. Ừ, không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là đúng em rồi. Chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi có ly nướng đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính dạ. Xác. Mình giới thiệu mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được. Thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử rồi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Nói gì tôi bực mình tôi. Em ví dụ thôi, giờ la là la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm mình làm cho cái bản thân mình mệt đó chị. Em mệt tức là em hết điên à. Bạn bực bội gì, bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ. Em thường ra cái cầu của anh. La cái em hết rồi anh. Đừng nhảy xuống cầu nha. Đừng nhảy nha anh. Em không có cái nỗi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó. Khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, mà cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt vào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa râu nồng mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá vậy? Em thì ca hát dạ, em từ em hồi nhỏ thì anh. Ở nhà em ba em rồi mấy bác hay có đội ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường thôi, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi.
Hôm đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo gia đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều. Là em không thích ghen, thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có kiểm soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu đã. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí như sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Ừ, có thì... chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập, không bụng phệ, không khói, đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Có mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dữ dữ dọ. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ có 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển nó mới qua. Đâu đứng lên dòm dòm. Dạ. Sao ốm mà vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò à, bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp, thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không có nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À, em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ, hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ, em đi với cậu với mợ với hai đứa em của em. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Rồi anh vừa anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ em cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay anh rung, anh nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 1-2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Em cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có em. Nhưng dạ, mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển cho anh nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi. Gia đình em ở đây. Dạ, nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống, hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bấm chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, kẹt. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp muốn chết luôn nè. Anh nghĩ tình yêu xuất phát từ sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy.
chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em, đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó chứ em có vô phòng la nó đâu. Ờ vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được. Được à. Cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhấn để tay nút bấm đi. Cái nút đâu anh Linh? Trời đất ơi, tự tìm đi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh đây hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốt ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Thằng các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị.